Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Arcade Tool mà chúng ta có chơi 8 game cái đầu tiên đó là Metro Run. Đó là gần đây. Hai vé để chơi Living 10 và chúng ta bắt chơi To Be Full My Bad đi. Đây, đây là 72. Đây. Bắn như nào đây nhỉ? Bất ngờ chưa? Vẫn là có màu xanh. Hãy
19. Oh no, 20. Đủ rồi. Ok, chúng ta đã vượt level 72 và chúng ta bắt đầu chơi level 73. Đây này, bắn vào đây này. Bắn hai lần. Đó. Chết hai con này rồi. Hả? Tưởng. Chỗ này rất dễ bắn kê cái thùng ra được. Đây rồi. Cộng 4. Chết nào. Cộng 1. Cộng 2. Trời ơi, tại sao dừng lại? Chảy nãy lực nó không đủ sao? What? Không đủ dân đỏ rồi. Chúng ta chơi Zumba. Để vào năm mới mở được. Nó chờ mình ra sao nó giết luôn. Ôi trời ơi. Bạn này khốn nạn quá.
Nó hận chết rồi. ZHD. Xếp hình.
American trên character. Grandma William. Let's go. Chúng ta chơi Benny Run. Bây giờ là chưa được một nửa máu của nó. Cái mình không thích ai, cái là máu nó trâu ấy.
chơi cuối cùng này.